hàng ngộp chính chủ cô bác anh chị ơi. Ngang 4m, độ dài 17m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Chú đang ngộp anh bán lỗ tới 2 tỷ đồng nha quý vị. Một căn nhà thiết kế đẹp, nội thất toàn gỗ đỏ. Thiết kế với kiến trúc thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo kiểu kiến trúc cổ điển năm 2023. Đây là một căn nhà chính chủ xây ở đang cần tiền bán gấp. Với giá bán chốt nhanh chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng thôi nha mọi người. Một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với bờ kè Tham Lương, cách mặt tiền đường chính đường Phạm Văn Chiêu khoảng tầm 100m thôi. Khu nhà lầu đồng bộ an ninh hướng chính bắc, và đây là một căn nhà có giá bán lỗ tới 2 tỷ đồng nha quý vị. Giá bán bây giờ bên nhà đất Hùng chào bán chỉ còn 7 tỷ 200 triệu đồng. Một căn nhà đường trước nhà tới 6m đường nhựa, khu nhà lầu phân lô đồng bộ điện âm, thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, ngay gần kề với ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí rất là gần với bờ kè Tham Lương, sát bên trường học An Hội và trường học Phạm Văn Chiêu. Vị trí đẹp, thuận tiện ở là văn phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa, và chú đang ngộp ngân hàng cần bán gấp với giá bán chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng. Ở đây là một căn nhà chính chủ xây ở nha quý vị. Con đường trước nhà này là một con đường 6m hẻm cụt an ninh hướng chính bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý vị quan tâm căn này thì có thể gọi trực tiếp cho em Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Em Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Và trước khi vào bên trong căn nhà thì Hùng sẽ chiếu lên mặt tiền mặt chính căn nhà thiết kế theo mẫu kiến trúc cổ điển cho mọi người xem lần nữa này. Và chúng ta sẽ vào bên trong nhé. Căn nhà này thiết kế có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn bên ngoài, bên trong thì quý vị sẽ có lớp cửa gỗ đỏ. Và dưới tầng trệt thì chủ nhà thiết kế khu vực sân đậu xe máy riêng, quý vị có khu vực đậu sân xe máy bên ngoài. Bên trong sẽ là không gian khu vực đậu xe hơi, và hai bên tường chủ nhà xây ở nên có ốp giả đá, ốp gỗ đỏ và làm trí nổi cũng như ốp gạch trang trí rất là đẹp. Phía dưới sàn thì được ốp gạch 60m2. Căn nhà thiết kế có lửng nên không gian kiến trúc sẽ vô cùng thoáng và sáng. Bên trên thì có trần xuyên sáng này và đèn trần, đèn led rất là lung linh. Một căn nhà rất là đẹp, và chủ đang ngộp ngân hàng cần bán gấp để trả nợ với giá bán chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng thôi. Quý vị đang tìm mua nhà tầm tiền 7 tỷ, thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Lưu ý mọi người khi mua thì gia chủ để lại toàn bộ nội thất, chỉ mang đi một số đồ dùng cá nhân thôi. Và phía bên trong đây thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp với tủ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có khu vực để tủ lạnh, khu vực bàn ăn 6 ghế. Phía sau nhà thì quý vị sẽ có sân sau, giếng trời và phòng vệ sinh ở cuối nhà. Ngang 4m, độ dài lên tới 17m, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng và đang chào bán với giá chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng. Nhà nội thất bên trong thì làm toàn gỗ đỏ rất là cao cấp và pha lẫn một chút là nội thất hiện đại nha mọi người. Với tài chính tầm 7 tỷ, hơn 7 tỷ một tí thì quý vị có thể đến tham quan ngay căn nhà anh chủ nhà đang cần bán gấp để trả nợ. Một căn nhà giá bán giảm tới 2 tỷ đồng. Trước đây thì căn này chào bán với giá là 9 tỷ 2. Nay bên nhà đất Huy Hùng chào bán lại do chủ ngộp chỉ còn 7 tỷ 200 triệu đồng thôi nha. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương trắng đen với tay vịn gỗ cam gỗ đỏ, lan can kính cường lực và mặt đá hoa cương. Và lên trên lầu tầng lửng khu vực lầu 1 thì quý vị sẽ đến với không gian phòng khách khép kín. Ở đây thì quý vị thấy này, những bức tường được chủ nhà làm với gỗ đỏ với những cái trí nổi và ốp trang trí rất là đẹp. Ở đây thì quý vị sẽ có lớp cửa gỗ đỏ cách âm, và do nhà xây ở ngay khu vực không gian phòng tiếp khách này, quý vị thấy bên dưới là sàn ốp gỗ tự nhiên, có máy lạnh, có những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với trần xuyên sáng bên trên. Khu vực tủ kệ tivi, tủ kệ rượu, và phía sau căn nhà là hệ thống cửa sổ 4 cánh ra khu vực sân sau. Phía sau thì quý vị có một đám đất trống này nên là được chỗ cửa sổ nha. Rất là mát nha quý vị. Và đây là không gian lửng, khu vực không gian phòng khách rất là đẹp trên khu vực tầng lửng của căn nhà. Cô bác anh chị đang tìm nhà với tài chính 7 tỷ, hơn 7 tỷ một tí thì quý vị có thể đến tham quan ngay căn nhà anh Tuấn chủ nhà đang ngộp ngân hàng giảm sốc 2 tỷ đồng bán gấp với giá bán chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng thôi, để lại toàn bộ nội thất khi mua và giá bán thì còn thương lượng thêm. Một căn nhà hướng chính bắc nằm ngay trục đường Phạm Văn Chiêu, khu phân lô đồng bộ đường trước nhà 6m. Khu vực này thì đường xe hơi xe tải vào thoải mái và dễ dàng nhé. Quý vị di chuyển vào nhà rất là dễ dàng luôn, đường rất là rộng. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ số 1 này. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có cửa gỗ đỏ, và cái phòng ngủ này thì chủ nhà đang ở nên mình không tiện vào xem. Chúng ta sẽ tham quan không gian phòng ngủ số 2 phía trước.
Phòng ngủ phía trước thì quý vị thấy nội thất bên trong toàn gỗ đỏ và có sàn ốp gỗ tự nhiên luôn, rất là đẹp. Có máy lạnh, có cửa sổ và cửa ra ban công. Bên trên thì có trần thạch cao xuyên sáng, có tủ áo âm tường, có máy lạnh mới và tất cả các phòng đều có cửa sổ và cửa ra mặt tiền chính cũng như là ban công, vô cùng thoáng mát nha quý vị. Với giá bán hấp dẫn như thế này, chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng, quý vị sở hữu ngay được một căn nhà chính chủ xây ở vô cùng chắc chắn và kiên cố. Quý vị ở căn nhà này thì phải nói là tuyệt vời, nhà còn mới tinh, mới xây và hoàn công được 2 năm mà. Giá bán đang rất mềm, quý vị nào thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy đến tham quan ngay căn nhà ngộp với giá bán 7 tỷ 200 triệu đồng, diện tích là ngang 4, độ dài 17 mét. Và chúng ta đang di chuyển lên khu vực lầu 2, phòng ngủ số 3 và số 4. Hai phòng ngủ trên đây thì hầu như chủ nhà để trống, không có ở nha quý vị. Chúng ta đang tiến vào không gian hai phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2 và số 3. Do nhà quá rộng mà chỉ có hai vợ chồng với một đứa con thôi nên anh Tuấn cần bán nhanh. Với giá thu hồi vốn rút về để trả nợ chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng thôi. Nhà thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, có chỗ đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước và sau, cũng như là 5 phòng vệ sinh. Và đây là một căn nhà rất là đẹp, chủ xây ở nên vô cùng chắc chắn và kiên cố. Quý vị mua được căn nhà như thế này thì phải nói là tuyệt vời luôn nha quý vị. Chúng ta đang thấy thì hai phòng ngủ phía trên khu vực lầu 3, hai phòng ngủ này thì chủ nhà có làm nội thất nhưng mà không có ở để trống nên là còn mới tinh nha quý vị. Tất cả các phòng đều có phòng vệ sinh trong, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm vách ngăn, gương soi, đèn led và phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Và di chuyển lên trên khu vực lầu 4, khu vực tầng trên cùng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Khu vực cầu thang thì chủ nhà có làm đèn led chiếu sáng, quý vị di chuyển lên xuống rất là dễ dàng nha mọi người. Ở trên khu vực lầu 4 này thì gia chủ có làm không gian phòng giặt phía sau và phòng thờ phía trước. Chúng ta đang đến với không gian phòng giặt này. Và ngoài đây chúng ta có không gian phòng thờ và sân thượng phía trước của căn nhà. Với hướng nhà đang được đang có hướng là hướng chính bắc và diện tích là ngang 4, độ dài 17 m. Giá chào bán ra chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng, giá bạ đã giảm tới 2 tỷ. Quý vị nào đang tìm mua nhà, thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy gọi trực tiếp cho nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để đến xem và sở hữu ngay. Liên hệ xem nhà bên Huy Hùng, quý vị sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% và rẻ hơn những cây bán nhà khác từ 200-500 triệu đồng. Và lưu ý mọi người, đây là một căn nhà gia chủ đang cần bán gấp do ngộp bạn ngân hàng. Với giá bán chỉ có 7 tỷ 200 triệu đồng, giá bán này tương đối hợp lý và cực kỳ rẻ nha. Quý vị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị chúng ta ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại nha mọi người.